Đầu tiên là nhìn tranh bài số 1. Đầu tiên là trước khi làm bài thì mình phải nhìn hiểu các nghĩa của cái từ này đúng không? Rubbish là rác này, ok không? Tiếp đi. Là dịch Xong. vụ. Community là cộng đồng em ạ, về dịch vụ, được chưa? Helpful là kiểu rất là kiểu giúp đỡ. Mountainous là kiểu có ích đúng Thuộc không? về vùng đối. Đúng rồi, tree là cây activity nào, câu đầu tiên là gì nào? Activity. Chuẩn rồi. Câu số 2. Community. Không đúng. Nghe Yay. này, nghe này. Thế thôi, bây giờ nhá, nếu mình học bây giờ mình học mà mình chỉ điền từ thì là không bao giờ học được giỏi. Thì sẽ có những bài em dạy các em về kỹ thuật làm bài như nhìn tranh này. Cái đuôi ET ý, thường là một cái đuôi của tranh từ, hiểu vấn đề không? Các em có nghe cái từ là anh sẽ dạy chúng mày là beautiful girl đúng không? Có nhớ không? Bây giờ đơn giản là nó sẽ là một tính từ cộng gì? Sau tính từ cộng gì? Beautiful girl đúng không? Ta cho mình ghi vào vở từ đúng không? Thì có phải là beautiful là tính từ không? Còn girl là danh từ đúng chưa? Thế đơn giản là sau tính từ nó là cái gì đấy? Hiểu vấn đề không? Bây giờ nó danh từ vẽ nhìn trình cho anh này. Thế activity thêm s không? Bây giờ đơn giản là cái từ nào thêm được s thì mới là danh từ đúng không? Vậy mấu chốt của mình là ở đây phải điểm cái tính từ, hiểu vấn đề không? Đúng chưa? Thế ra cho mày từ nào là tính từ? Trong này chỉ có hai từ tính từ thôi, một là đuôi OS là vùng núi đúng không? Hai là helpful đúng không? Helpful. Vậy helpful chưa? Có hiểu vấn đề, hiểu cách suy luận không? Dễ. Nào tiếp, bây giờ câu số 3. Tăng như anh nhập. Chi, chi. Tree, ok, tree. 4, 4, 4, 4. Lắp bít, lắp bít. Ok, love bridge. 5. Mountainous. Ok không? Đó, vùng đấy. Đây là cái này, vùng này. Đây là danh từ thêm mét đúng không? Chỉ có thể điền một tính từ đằng trước đúng không? Mountainous ok không? Rồi, ok. Bài dưới nha. Nào, nhớ anh dạy cái này không? À, 6, nhầm. Đó là Mountainous đúng rồi. À, 5 mình chưa nói. Năm là mắc 5 là nữa. con, 5 là community. Nào, anh nói nhầm. Cái 5 là community đúng không? Còn cái 6 này, đây là cái vùng. Vùng là vùng núi, là Mountainous, hiểu vấn đề không? Hiểu không? Hiểu không? Hai này, anh dạy ở trước đúng không? Giờ cũng tính từ là chỉ một nhóm người đúng không? Câu đầu tiên là homeless là người vô gia cư đúng không? Có biết không? Biết rồi cái gì? Câu hai là giờ. Mai thì dành giúp người trẻ là ô đúng không? Rồi. Ba. Nursing Nursing home đúng không? Ok. Câu số 4. Hôm trước ông Quyền ông đang là người già vào trại trẻ mồ côi, tao cũng bó tay. Nhiều khi tao đọc xong tao cũng kiểu what the fuck. Sau nó khoanh gì đây? Interested on nó vẫn cho đúng. Đúng không? Đây kiểm tra ở đây, đây nhìn thằng Quyền cái đề tao cũng không hiểu luôn đây. Interested on nó khoanh vào lỗi sai là sai ở painting. Đấy cho nó khoanh khoanh đi. Thì gạch đi rồi mà. Thế anh không biết là mày cái gì mày có đúng không, hiểu không? Tao tổng Gạch bài đi là sai. em thưởng em mà. Mà có điểm ngoài báo điểm luôn nhá. Là Đúng, bảy. đúng, đúng, có thưởng. Thưởng một cái cậu mút. Thôi, Đâu anh gạch thế tại thôi, thôi. Ta thưởng cho một đứa cái một Em gạch. đuôi gà. Anh Mì chửi sa cho. Mày đừng có tăng tiếng được không? Mì sa ba cái gì? Cái đấy là ta hơi cao rồi đấy. Thưởng mỗi đứa một cốc mì còn Thôi, anh thưởng cao cho anh thưởng Là cho một một đứa cốc một mì. một cốc tạp phớ. Nhớ cho ngon sò sò. Chả có lông Em dị ứng tao phớ. Thưa mua mía, tao lông mía, lông phớ. Tao mía. phớ. Em dị. Em Mày dị vít ứng thế. tao có hai cốc cà phê muối 38 nghìn. Được rồi, là ta mua. Ô, anh sẽ mua bằng cốc. Không biết. Uống hơi nhiều. 30 cốc. Ba Cần 30 cốc trong một ngày. Bộ ngoài làm sao đây anh Tao không uống nhận thành nước à? được. Biếm lấy dạ Thôi dày. nhìn tranh này, câu số 4, pick gì? Big Pick up, ok, giờ thì nào? up. The The poor. pool. The Quên quên góp sách cho rich. người giàu. Quên góp sách cho người giàu. Đâu khó dẻo. Ê, anh nói bị đéo lưỡi thật đấy. 6 là gì nào? Pool to. Future, 7. Collector. Select, ok, 8. Pool. Hết thôi. 9 là Excellent. rồi và 10. Water, watering. Chuẩn là qua tờ. Làm bài 3 nhá. Nào có 1 Bài nào. ba có làm lắm mày. 4 cũng đã làm à? 3 cũng làm rồi, rồi 4 nào. Elderly. 1 là giấy early đúng không? Không. 2. Blank. Blank. Hả? Blank. Blank. Là đáp án Không em. phải. Ông không bao giờ chọn Plan đúng bài. rồi, chuẩn. Không bao Phải giờ chọn. rất văn vở nhé. Cú Có to. 3 nào. Cú Tutor. to. Tutor 4. Homeless. Homeless, Không em. ok. 5. Không biết. Community.
là cộng đồng chứ đúng không? Chúng tôi muốn xây các căn nhà cho kiểu cộng đồng đúng không? Cộng đồng những người như này đúng không? À đâu? À nhầm. Mai thích hoạt động cộng đồng đúng không? Rồi community activity cụm từ thôi, ok. Nào câu số 6. Nursing home đúng không? Home phải house, house là sai bét. 7. Live. Sai rồi. Chúng tôi đang làm một cái dự án rất thú vị. Dự án thế nào là dự án? Tutor. Chúng ta đã dạy rồi, project đúng rồi, 7 project. 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 Nào, câu 8. 2. Blase. Phải. Live. Máu là cái gì? Blood là máu đúng không? Thế em biết các chương trình hiến gì? Hiến máu đúng không? Mày nào liên quan đến cái đấy thế mà. Em bảo các bạn nữ tránh xa thằng này ra nhá. Anh nghĩ thằng này có những cái vấn đề gì đấy là rất là kiểu đáng quan ngại. Thằng anh yên một thằng học sinh của anh là cái thằng tên là thằng Bình lớp 9. Mày biết thằng Bình đấy không? Thằng Bình đấy mới gửi thêm mấy thằng bạn nữa đến. Chúng kia là một hồi ớt ơ. Tao cũng rất là đau đầu thằng con. Tao bảo rồi, em biết không, thằng Bình là bố cô giáo phải gọi bố mẹ nó lên để bảo là làm ơn bảo bạn em bạn Bình nói năng nổ trong lớp thì cháu động nó không nói cái gì cả. Mày lên nó nói như cái đài chưa? Nói như một cái đài mà tao chỉ bảo là im mồm, không bao giờ im mồm. Mà tao nói thứ bậy bạ như mày. Tao bảo đó, tao phải bảo mọi cùng lớp là lên bảo các bạn nữ tránh xa thằng Bình ra cho anh. Rồi nhớ là nhớ câu số 8 này em ơi. Đây là hiến máu đúng không em? Hiến máu này là thông thường là hiến máu tình nguyện đúng không? Phải volunteer. Cái này là sẽ là donate thôi em, bình thường thôi. Quyên góp máu đúng không? Donate blood. Ừ. Ví dụ nhá. Ví dụ là có những cái em hiểu có những cái căn bệnh mà nó kiểu ví dụ như em hiểu có những, đôi khi có những bài đăng trên Facebook ấy là kiểu con tôi thiếu máu A, máu B đúng không? Nhờ mọi người quyên góp nhóm máu này đúng không? Đấy thì gọi là quyên góp. 9 nào. Xăm. Tao lệ mày. Life skill đúng không? Life skill là gì em? Kỹ năng sống. Ờ đúng. Kỹ năng sống đúng. Vào lớp cô 10. Volunteer ok. Volunteer. Ok. Nào, ông Lâm làm hết tôi bài số 5. Không luôn. Xem ông Lâm làm được không nào. Blasi. Nào cô 1 nào. Blasi. 1 plan 2. Racing. Racing 3. Không biết. Ghét. Tắm được. Ghét. Em thế. Nghe này. Thế từ tu không? Thế từ tu không đã? Có. Thì chỉ có thể là cho cái gì cho người nghèo đúng không? Donate. Chỉ có donate thôi. Biết rồi. 4. Collecting. Collecting. 5. Nursing house. Home. 6. Orphan. Orphan này là trẻ gì? Trẻ dưỡng. Dưỡng già. Trẻ mồ côi. Trẻ mồ côi. Ghi đi. Trẻ mồ côi. Trẻ mồ côi. Orphan. Biết chưa Quyền? Thế astronaut là gì? Astronaut là gì? Astronaut. Dễ. À, nhà hàng. Wow. Restaurant. Restaurant đúng. Cái nào là cái là phi, cái là phi hành gia mà. Ghi đi, phi hành gia. Phi hành gia. Phi cụ. Engineer là kỹ gì? Engineer là kỹ gì? Engineer là kỹ sư. Kỹ sư nhá. Và actress. Diễn viên. À. Đúng. Đúng. Actor là diễn viên, nhưng diễn viên gì? Diễn viên nam. Còn đây là diễn viên nữ. Đúng rồi, diễn viên nữ chuẩn. Câu 7 nào. Diễn viên đóng phim. Phim gì? Phim Nhật Bản. Mày nói. Shizuka. Shizuka may mắn là. Phim hành động bom Mỹ Nhật Bản. À. Bom Mỹ Nhật Bản. Nhầm hành động. Hành động bom Mỹ Nhật Bản. Ừ. Bom Mỹ. Em bom màu trắng. Tức là bà không được nói chuyện với mày. Chuyện mày đầu anh còn là lát. Thì chạy cơ. Có một đứa nhá. Suốt ngày hương dâm con gái lắm. Mày ơi. Anh biết nhá. Con đấy đứng đây nhá. Thằng này móc ngay cho bạn. Nó làm như vậy. Thật à? Ừ. Thật không? Thơ hoạn luôn. Thật không Quyền? Thật à? Xong rồi bạn thấy con gái lắm. Nó sẽ có nhảy. Thằng tên là gì? Gia Minh. Gia Minh. Nó học giỏi gần nhất lắm. Nhưng mà hơi bị điên loạn. Xong rồi. Hay là thì cần nó bắt dính quả bóng à. Hay là người giỏi cái không bình thường. Vậy thì trước anh là câu 7 là trước anh ra. Nào. Anh là giỏi. Anh là người giỏi một bình thường. Chúng mình chung.
Chờ là chờ là chờ là nào. Không có lương đúng không? Volunteer. Volunteer, ok. Nào câu số 8. New book. Hả? New book. 2. Community. Plastic bottle. Recycling là gì? Hai. Tái gì? Tái sử dụng. Tái bét. Tao dạy chúng mày 3 cái rồi chúng mày vẫn quên. Tái chế. Đúng rồi. Reuse là từ sử dụng đúng không? Recycle tái chế, còn reuse là giảm đúng không? Tao phải lấy cái plastic bottle là chai nhựa để tái chế đúng không? 9 là gì nào? Community. Ok, community. 10. Make. Hả? Gì? À không, recycle. Đúng rồi, recycle. 11 nào, 11. Đất. Đất chuẩn, 12. Chuyện công sơ học. B hoặc C, B hoặc C. B hoặc C. Ừ nhờ, đánh đây hơi lỗi nhờ. B và C, ừ. 13. B. B, ok, 14 nào. 15. B. So đúng không, 16. B. Hả? B. 16 là B, planted, B7. Ơ, Bài ịt. Bài ịt. Nhầm, xin lỗi. Thật. 18. 18 là gì đó? Đất bi. Ua đúng rồi. Đất bi luôn à? Cho mày chất đấy, mày nhỏ nhất Việt Nam luôn. Là mày có 9 nào? Ok, và nút câu 10. So what? Ok, chuẩn đấy. Nào, mở tranh bài kia anh chưa? Cho tao cho ít bài thế nhỉ? Đi đi về. Cho thêm nhỉ? Không thôi. Bài 3.1. Nào, bài này bắt đầu là bài rất hay. Nào. Cái đầu tiên là gì nào? Túc. Bi thành gì? Anh chưa làm bài một cơ mà. Không, thôi. Không làm được anh chữa cho, lần này anh phải chữa cho mà. Nào mở ra anh chữa cho. Anh đọc, đọc nhá. Một là what's world. Thôi, thuộc luôn. Cái ba là sẽ là bin, đi đi, B-E-N. V3 là phần thứ hai luôn. Nhớ bản này luôn cho anh. B-E-N. Là bin ấy. Bin ấy. Được chưa? Tiếp đi câu số. Broad. Biết biết không? Broad. Broughth. Broughth, được chưa? Bài là bài bot. Được chưa? Biết biết không? Đợi tí. Thứ tư. Cắt giữ nguyên. Hay cái nào em? Phải không? Đu đứt đăng. D-O-N-E. Đúng không? Đúng không? Eaten. A-T-E này. A-T-E và Eaten thêm với N và Eaten. Found. F. Nó là cái từ giới thành lập ấy. Found. F-O-U-N-D. Được chưa? Found. Còn giới là founded. Thấy khác nhau không? Không. Quá khứ của từ file là từ found là tìm kiếm, nhưng từ found bản thân nó là thành lập, hiểu không? Nên quá khứ nó phải là founded. Go when gone. When WNT. Và phần thứ hai sẽ là gone. GONE. Ok không? Header. HAD. Header được chưa? Header đâu? HAD. Kip kép, dịch là KEPT. Kép, KEPT được chưa? Rồi. Tiếp nha. Line. Nằm về nói dối, cắt chó rồi. Khác nhau chứ? Khác nhau ở cái gì ạ? Line, lay. Lay, L-A-I ngắn, L-A-I dài. Line, lay, lên. Lai, lay lên. Ôi. Lai là nằm đúng không em? Là L-A-I dài. Còn nói giống là L-A-I. Lý anh á. Bây giờ nhân đợi tí nhá. Cái từ lai là nằm đúng không? Thì từ lai đến quá khứ nó sẽ là lay, L-A-I dài. L-A-I dài và sẽ là L-A-I-N. Là lên, được chưa? L-A-I-N nhá. Đúng cho trai bảng kia đúng không? Còn nếu mà là nói dối thì là lie ịt và lie ịt thế thôi. Ịt thôi nhá. Lose là lost. L-O-S-T. Mất. Thấy chưa? Make là maze đúng không? Bên mết.
Ok không? Cho được không đấy ông Lâm này. Rồi. Ông ơi. Yên tâm, mình sẽ làm sau. Chép vào hết nhanh, nhìn bài quyền chép vào. Luôn. Chép vào cho nó đủ về sau rồi xem lại, cứ về nhà tự làm nhưng tự làm. Đấy lại hỏi, nhìn lại chép nhanh. Không để ý phát là bắt đầu. Cái gì này? Thì đấy. Thôi không phải hỏi bạn nữa, nhìn bạn chép. Không cần. Nào làm nhanh lên. Biết là viết đủ. Từ nào? Phao phao, đấy chưa? Mày nhớ giỏi quá. Phao này, phao được đúng không? Ờ. Chính phải nhớ những này. Quen đúng không? Ừ. Header. G-E-B-T. Đây, đây, đây. Đây, L-A-I dài. Còn kia là L-A-I ngắm N. L-A-I. Quá khứ là L-A-I dài. L-I-E-D. Cái này là nói dối là E-D. Lost. L-O-S-T. Made. 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 Bắt đầu nhá. Moved. E-D. Đúng rồi. Hai cái đều thế. Play. Player. Provided. Put. Giữ nguyên. Nhá. Play gì cơ? Play it. Play it. Được chưa? Provide thêm D thôi. Có E thì chỉ thêm D. Provided. Hai cái đều giống nhau. Put. Ok không? Read. Thật ra đọc là read. Nhưng mà viết như thế. Được chưa? See, saw, seen. See, saw, seen. S-A-W đúng không? S-E-N đúng chưa? S-E-N. S-E-N. Là seen ấy. Sleep, slap. Đúng không? S-L-E-P-T giống như từ keep ấy, đúng không? Rồi. Nó là khép. Spend là spent thôi. Bỏ đi thêm bằng tờ là sao? Study bỏ cái dài thấy ngắn thêm ed. Study it. Taken. Taken. Taken nhá. Taken. Ừ, Taken. Thong thin. Vãi trưởng. Em muốn. Tinh thoát thoát. THOUGHT. Nha. Travel là travel lịch 2 chữ L. Travel lịch 2 chữ L nhá. Biết rồi. Visited. Hai cái ở thế, quốc cực đều giống thế. Từ cuối cùng phải lưu ý này. Rồi, road, WROTE và written. Written viết chưa? Mấy chữ T? Đúng rồi, WRITTN chuẩn đấy. Ghi vào cho nó nhớ đi em. Được chưa? Ok. Nào bài số 3 đúng không? Ừ. Số 1 là thúc đúng không? Số 2 là hả? Thêm D đằng sau là đúng rồi, were not phụ thuộc vào từ many people đúng không? Có phải là were not này, ok. Là câu số 3. Sai. Là sai luôn ấy. Set. S-A-I-D. Đúng rồi, I-D. Nó là set. She, bot. Ok, đằng sau là bot. Không phải thuốc. Bot. Touch. T-A-U-G-H-T. Đúng rồi. À. T-A-U-G-H-T. Started này đằng sau là was ok. Donation. Donation. Nào tiếp nào. Ring. Rang sang đúng không? Nếu phân hai là gì? Dinh xanh sang. Rung ấy. Rung. Đấy. R-U-N-G đấy. Mày đi tưởng. Tao ở cho mày đi kết nối với cả cái thằng Bình kia. Hôm nào mà ra cho chúng mày hôm nào. Thì hôm nào mà gần nghỉ Tết. Ta cho chúng lại là chúng mày học một ca. Thế này ta phát tài liệu bài tập Tết. Ta cho mày ăn một bữa. Cho mày giao lưu cả anh Bình gọi là anh Bình. Ba này anh xếp vào đủ chỗ mày ngồi chứ. Chúng mày làm gì to như thế. Anh cho hai bạn này vào đúng không? Xanh kê ghế quanh đây mà chúng mày thừa ngồi. Trông vào nhau luôn. Cái hôm cuối, cái hôm gần Tết nhỉ? Anh cứ phải châm. Gần Tết thì anh... Thì trông nó mách hưởng thế nào? Con 8 nào? Did you watch? Did you watch? Ok.
nói như thế thì xưa nói là biến thái. Bây giờ từ bắt biến thái thật mà. Thực ra hôm nay ngồi học ấy, em ngáp. Đấy. Em ngáp này. Em quay ra đây, thì em quay về giờ nách lên đấy. Ừ. Nó dậy. Ủa em không biết. Nó dậy. Con hải yến. Mày cần đọc, mày cần đọc rõ tên không? Nó dậy. Nó dậy. Như này. Xong lại còn nhọn. Ôi, con gái không được, không biết cả lông nách là gì. Mặc dù mình chưa có lông nách. What? What? Cái gì điên à? Cái gì mày? Nào. Yêu sật nhá. Đúng không? Yêu sật tu. Yêu sật tu. 9. Đúng không? Yêu sật thôi. Đúng chưa? Nào tiếp đằng sau là. Did you go? Ok. What's in? What's in view? Đằng sau là. What's in view? What's in view? Bắt đầu bây giờ. What's in view? What's in view? 12. Spente. Đúng rồi, Spente. 13. Ote. Ote, đúng rồi. Rồi sau là? Woodson. Didden, right? Sau là Woodson. Didden. Ok, tiếp nào con số 4. Wasn't. Was I? Nhầm. Và sau là? Saw. Ok. 73.2 có không? Có. Có. Bây giờ tao à? Có một nào? Một là gì? When 2. The Rove chuẩn 3. Arrived đằng sau. Was 4. Asked 5. A header đúng rồi, đằng sau. Fade đúng không? Gì đây? Sau TOLD đúng không? Worked này, store này. Nào, stop but. 2 chữ B. Đúng rồi, chính xác, 2 chữ P. Đằng sau là bot chứ? Worst. Đi cho anh này khi chủ ngữ là giác thì nó sẽ là worst nhé. Ok, rồi. Thì anh nói sự thật hiển nhiên hiện tại hơn. 5.1 nào. Câu số 1. What? What? 2. Learned. Learned. Thằng nào đứt lên ta cho một hát củ vào đầu. Answer worded. Từ nào đúng? Cái từ đầu tiên đúng. Đúng rồi. Chữ R thôi. 3, 4 nào. Stood, ok. 5. The real. 6. Hát từ thứ 2. Từ nào? Thứ 2. Từ số 2 chuẩn. 7. Ghép. 8. Dù ghi một chấm. Nhớ. 8. Wasn't. Were not đúng không? 9. Didn't do. 10. When. Ok chuẩn. Bây giờ thôi chưa làm. Bây giờ ai nào nhỉ? Bài 6. Xong rồi. Trùng. Không gì ai nhanh thế. 3.1, 3.2, 4.1, 1.2. Nào 3.1. Nào 3.1 nào. Cái này điền gì? For là 1, sin là 2 nhá. Một là for này 2. For là sai. Em đoán con này phải là kể từ khi tôi tốt nghiệp đúng không? Em hiểu em coi là cái mốc thời gian em tốt nghiệp là 1 năm. Là cái năm nào đó thì nó là cái mốc sin. Có 3. Sin. Half ở kia là gì? Half là gì? 1 năm. Half là gì? Half là gì? Nhìn lại. Half là gì? Một gì? À không. Một gì? Màu á. Half of 12 is 6. Half of 20 is 10. Half of 8 is 4. Một nửa của 8 là 4. Thì half là một nửa. Đúng không? Vậy là half bao nhiêu là 6 tháng chưa? Nửa năm đúng không? Thế thì mày đi nó à? Vậy là 4 đúng không? Nào câu số này. 4 man. 8. Xin chuẩn. For. For. Cái này là xin em ạ. Kể từ buổi sáng. Em hiểu không? Em hiểu này, mày hiểu này. Cứ là for một khoảng ấy, là nó phải chạy được, hiểu vấn đề không? Còn mốc của nó đứng nguyên. Xin. Hiểu không? Rồi. Có bố 8 là gì? Xin. Cho một phát rồi. Là đáp 4 năm mà. Là đáp án em không bao giờ chọn. 4 năm phải là for đúng không? Không. 9 nào? For. Giết chúng mày. For. À, nhầm. Xin. Kể từ khi nó phải xin chứ. 10. Là đáp án không bao giờ chọn. Hàng năm. Sai nhiều như gì. Nào bài 3 nào. Xin. Tiếp là for, là for là 1, xin là 2 nhé nào. For có 1 là for 2. Xin. Xin 3. For. À, xin. 4. For. Xin.
kể từ tối qua. Kể. Đúng không? Từ số 5 nào. Phò. 6. Biết. Kể từ 8 giờ. Phò. Kể từ 8 giờ. Xin. 7. Phò. Xin. Xin 8. Xin ăn nhờ phò. Rồi 9 nào. Phò. Ăn nhầm xin. Chốt. Xin. Đổi như cuội. 10. Phò. 3 năm cơ mà. Tao chỉ muốn cùng trong quyền một phát ở đầu thôi. 3 năm mà mày cứ xin thế. Nào 11. Phò. Xin. Chỉ cho mày nhìn kỹ câu này. Khóa nào cũng sai. Xin. Tao bảo cho mày nhìn kỹ câu này, tao bảo khóa nào cũng sai. Chúng mày nhìn. Đứt đừng. Nó lại đời. Nào. Tao bảo là khóa nào cũng sai, thí tao bảo là mày sai, hiểu không? Thì mày phải đọc kỹ vào nó câu này đáp án là gì. Khi bảo là khóa nào cũng sai thì đáp án chỉ có thể là 1 hoặc 2, nhưng khi nó bảo khóa nào cũng sai thì tức là đáp án không thể nằm trong bài này được, hiểu không? Suy luận xem là cái gì? Nhà tao bảo xin phải mua mà. Tao bảo câu này tao cho là câu lệch. Nào nhìn này. Câu này thì gì? Câu này thì gì? Quá khứ đơn. Quá khứ đơn thì dùng từ gì hợp lý nhất? What? Dùng từ gì chỉ thời gian nhỉ? Nên có lẽ từ trước. Đúng rồi, đúng không? Last phải cộng với tên ngày, ví dụ là last Friday. Nhưng mà nếu mà ban năm mày sẽ phải ago, 3 years ago đúng không? 5 years ago đúng chưa? Anh cố thì cho vào mà. Nào cho 22. Ok. 13. Chả có cái từ nào, từ này là ever. Đây là cho lừa thôi, được không? Đây, năm đéo nào cũng sai, chứ đang bảo đúng ấy. Năm đéo, đau khổng phải cho tao. 14. Thế năm nào cũng sai luôn, thật sự. 4.1 đúng không? Lừa. Cho bảo lừa. Nào. Bạn ơi, cả bài này chưa hoàn thành bạn ạ. Cái thứ hai bạn nhìn này, bạn nhìn cho tôi này. Cái từ recently cho bạn ơi. Này là thiền đàn thành chứ bạn. Cả bài chưa tạo thành được chưa? Làm chưa? Chưa. Rồi xem nào. Làm chưa? Bỏ đấm cho một phát bây giờ làm luôn hết. Nào làm đi, tôi cho một phút nữa cho chữa luôn. Không. Nào chữa nào thì anh nghe. Câu 1 đáp án là gì nhỉ? Câu 1 là have you do là sai rồi. Ở đâu rồi, để đâu rồi? Kìa kìa. Have you gì? Have you done? Thì tao hoàn thành mà. Cả bài trên hoàn thành mà. Nào câu 2. Has been. Have has phân thứ 2 đúng không? Thì phân thứ 2 của be là been đúng không? Câu 3 là have worked đúng chưa? Đúng không? 4. Đúng rồi. Have you had the. Bây giờ mày chép. Chép đẹp vào, chép xấu thế. Have you gì ạ? À? Have you, have the, you have the. Have you, have the. Mày viết cái gì ạ? Have you, have the. Have you, have the. Chép đẹp vào. Tiếp nhá, câu số 5 là gì nào? Have, anh ta bảo cả bài chơi toàn thành cái mà mày không hiểu à? Nó phải là have the provided. Have the provided đây. Cái này chép D. Vâng, có hiểu không đây? Số nhiều thì là hết và hết thôi. Sau cái kia mình biến thành phân thứ hai là xong. Thì câu 6 này. Câu này, cái tổ chức là số ít đúng không? Nó phải là hết, ok không? Thì nó sẽ thì nó hết recently offered. Được chưa? Hết recently offered. Ok không? Câu số 7 là have you worked? Have you worked? Câu 8 là have you done? Đúng không? Have you done? Have you done? Rồi tiếp đi câu số 19 nào. I have. Ok. Have already finished. Mày ghi lại rất rốt mà nhìn này. Cái này đúng không? Em nhìn này em ghi chữ have ở đây. Xem ghi cái này ấn ra sao hiểu vấn đề không? Nó rất là đơn giản thôi. Ấn ở đây. Đúng không? Has told đúng không? Has told. Has ai đấy? Đúng rồi. Tiếp câu này là heaven found đúng không? Heaven. Đúng không? Heaven. Người F O U N D đấy. Người chữa xong rất mồm. Cái thiên lợn. Have looked. Look. Look. Have looked. Đúng không? Have looked. Look. Look.
Con này là Hex Oso Planet. Hex Oso Planet. Hai chữ N nhá. Tiếp cho anh là chữ nào từ đến đây. Hex Planet. Ok không? Ờ, câu dưới là Heaven Decided. Nào tiếp bài 4.2, nó 4.2 chứ. Thôi, anh cũng có bài 6 thôi, bài kia về nhà làm. Bài 6 phanh nó dễ hơn. Bỏ cái đầu mày về nhà làm hết. Nào, 6 này. Nào, bây giờ phải mở cái tờ tướng ra thì mới làm được cái phần này. Already nghĩa là gì nào, phải mở ra mới nhìn được. Đúng chưa, nhìn này. Already nó là đã đúng không? Thì đây nó phải là... Đúng rồi, yet là phải cuối câu. Mấy con này nó phải là yet. Chuẩn. Nó là yet đấy, chuẩn. Nó là yet đấy. Câu 2. Đúng rồi, has worked. Câu 3. Has worked. Has worked. Chuẩn. 4. Have found. Đúng rồi. Câu 5. Not been. Cái phẩy S kia nó đơn là has. Đúng chưa? Nó là has been been đúng không? Câu 6. Đúng rồi. Câu 7. Have you read. Chuẩn. Câu 8. Have been found. Câu 8. Đúng không? Lên. Nào, lên hay là lion? Lên. Lên, đúng rồi, lên là 5. 10. Have been. Admin. Have been. Chốt vào đầu 11. Have you. Ok, câu 12. Have you thought. Ok, và 13. Have been. À không. Câu này là gì? What? Chốt. What been? Chính xác, what? Có chữ gì đấy? Sai. Ago và last time. Đúng rồi, chuẩn luôn. Chào mày. Chết luôn. Chết luôn. Nào. Quên. 14. Heaven eaten. Đúng rồi. Không ăn gì thì mới đói. Nó phải heaven. Heaven nhá. 15. Happy. Chốt. Happy. Đây sang nhìn này, đây là lần đầu tiên thì chưa rồi đấy. Này sẽ nốt một phần một lý thuyết đã. Nâng cao một chút, đây một lần. Bây giờ. Một cần thôi, nào. Mở cho anh cái cần ngữ sát đặc biệt. Dạy một câu thôi. Nào. Mở cho anh ngữ sát đặc biệt ra. Thấy không? Không, sao cho nữa. Mở nhẹ hơn không rách bây giờ. Đây, thấy không? Trên lớp cái này. Trên lớp. Lúc nào? Lúc nào? Bị ngáo. Ngày xưa thì đứa nào làm mất, ngày xưa lâu lắm rồi anh dạy những khóa trước, đứa nào làm mất tao bắt phạt 10.000 một tờ. Cái này. Ai mà rẻ quá à? Rẻ. Đúng này ngoài phải 20. Bao nhiêu giấy, bao nhiêu đi. Ừ. Thật mà. Thế mà nộp một tờ này 10.000. Ừ. Đây đâu, cả tập này 10.000. Điên này, thế thì tao lên báo bây giờ. Lên báo rồi. Thôi tập trung nào, tập trung. Nhìn cho anh này. 24 giờ. Mày bị điên à? Khó cái này khó, nghe. Tôi chưa bao giờ ăn đồ ăn Trung Quốc trước đây. Hiểu vấn đề không? Đúng không? Khi viết lại câu ấy, nó sẽ viết là đây là lần đầu tiên tôi từng ăn đồ ăn Trung Quốc. Vậy nhìn cho anh này sẽ khác biệt nó như này. Từ never trở thành ever đúng không? Và before loại đi, bây giờ thử nhìn theo mẫu vậy nhá. Nói chung là phần này sẽ luôn luôn thi.
Nhưng mà trên lớp thì các cô có thể cho các em những cái mà công thức nó rất là lớp 8 học à? Không cần, anh dạy cho em đơn giản, chả phải lớp 8 học đâu, ta dạy luôn, chả phải dạy lớp 8. Nhưng khi nếu có cô đấy chắc là một câu hơi khó với các em, nhưng mà nó rất là dễ thôi. Bây giờ nhá, nếu mà đơn giản học lý thuyết ấy, công thức ấy, cực kỳ khó, không bao giờ chúng mày nhớ được. Chúng mày chỉ học thuộc xong nó tao thôi. Nhìn cho anh vào câu số 1 ở dưới, làm luôn thử xem câu này được không? Chịu, cô ấy không bao giờ được lại uống nước chuyển anh nghe vô. Nào, nghe. Không, đừng chuyển. Cô ấy chưa bao giờ uống whisky trước đây. Vậy đây là lần đầu tiên cô ấy uống. Làm thế nào? Phải là gì? Gì đọc đi. Phải có ở cụm ở trước hiểu không? Nó theo mẫu ấy, gì nào? Theo mẫu. Z-E the first time đúng không? Phải có ở cụm đấy đúng chưa? Bây giờ ai là gì nào? Ai chuyển thành gì? She đúng không? She này thì nó phải là trên là hết thì đây phải là để nghe nhá. Đầu tiên phải có cụm từ là she the first time đúng chưa? Ở trên là I have ever eaten đúng không? Thì ở dưới nó sẽ phải là she has ever drunk đúng chưa? Whiskey đúng không? Và bỏ chữ before đúng không? Có làm được không? Chép nhanh lên. Hiểu bản chất đúng không? Chứ trước đây là lần đầu tiên uống. She has ever drunk whiskey là xong đúng chưa? Làm nốt câu nữa cho về nào. Nốt câu số 2. Nào. Đứa là xong cho về trước. Đứa là không xong bắt làm câu nữa. Đọc thôi, cần ghi đọc quyền. This is the first time he ever now me. He thì nào? Nào, this is the first time he làm sao? He has ever known me, đúng rồi. Nói cho mình. À, đợi tí bây giờ về nhà. Làm hết những bài còn lại của hiện tại đơn, à quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành. Hiểu không? Vài bài chứ mấy. Tư vụ. Để lại luôn đây. Này. Bà này bị kiểu bị nó